Càng nhiều lắm ạ. Ví dụ? Dạ. Nào xấu nhất? Xấu nhất là người nó hôi. Cái gì? Dạ. Mà biết mà bị hôi. Dạ. Biết xong chị? Dạ, cũng đang chị. Mà mình biết mình không sao, sao cái gì, có gì đâu, cười bình thường. Một người anh hùng là một người biết nói ra được cái khuyết điểm của mình. Người ta nhận ra được người ta hôi có nghĩa là người ta sẽ đỡ hôi. Người ta biết này, chị chỉ cho em. Một là em có thể đi đến bác sĩ để mà cắt bỏ cái tuyến mồ hôi. Hai nữa thì em có thể mỗi ngày buổi sáng, sáng chiều em làm một tháng hết liền luôn chăn. Trước khi em tắm hoặc em tắm xong em lấy chăn em chà vô. Chị rất là kinh nghiệm luôn nha. Kinh nghiệm rất là kỳ bị đó. Hồi xưa ta nói là phèn á, phèn chua á. Nhưng mình không phèn chua nó phức tạp với đàn ông á. Chỉ coi cần những cái chanh, cắt miếng chanh ra chà chà. Chỗ này là mai chứ phải, chỗ này chị hôi. Đảm bảo cho em nó là mồ hôi chứ không có mồ hôi nữa. Dạ. 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 Hôm nay ta sẽ lấy vợ. Dạ. Để đem động phong nó bắt mùi kỳ lắm. Dạ. Mời bạn Nam. Chào bạn. Dạ em chào anh Huyền. Mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Mời bạn ngồi. Rồi bây giờ hai người ra sân khấu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về nhau nha. Xin mời bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thu Mai. Năm nay em 28 tuổi. Em đang đi học cao học, chứ em không có đi làm nữa. Quê em ở Phú Yên ạ. À, hồi trước giờ vô đây là đi học thôi chứ không có đi làm. À dạ không, em học đại học xong thôi, mà em đi làm ở công ty bánh kẹo 4 năm. Rồi. Bạn trai mình thì sao ạ? À? Em tên là Võ Trơn. Em đến từ Quảng Ngãi. Dạ em năm nay là 35 tuổi. Hiện tại em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em có một công ty nhỏ nhỏ về thiết kế và thi công. À vậy dạ. Vậy là làm mà công giám đốc hả? Dạ. Được được. Giám đốc đi ấn tượng nha, lạ lắm nha. Dạ. Lý do tại sao bạn lại chưa tìm ra được một người yêu để mình có thể hướng tới hạnh phúc lâu dài? Dạ thực ra thì cái này gọi là cái duyên ạ. Hồi xưa thì cũng có quen nhưng mà có duyên rồi không hợp nhau thì mình chia tay. Còn thời gian gần đây thì em cũng rất là bận công việc, giờ thì nó cũng lười, gọi là lười rồi. Lười gì? Dạ lười tán gái. À, lười tán gái. Mối tình cuối cùng bạn chia tay lâu chưa? Dạ cách đây 2 năm ạ. Lý do tại sao cụ thể luôn chứ không phải là không hợp? Cái tính em là em rất là nhiệt tình. Yêu thì có thể mình rất là chiều. Thì chính cái chỗ đó nhiều lúc cảm thấy bạn nữ có thể là chán. Cái lý do này chưa thuyết phục lắm. Bạn nữ bên đây có thích được bạn trai chiều không? Dạ em nghĩ bạn nữ nào cũng muốn, em còn muốn lắm chị. Rồi bạn nghĩ sao? Vì bên kia nói là tại vì bạn gái chiều bạn gái quá nên bạn gái chán. Em nghĩ chắc là ảnh chiều chưa đúng. Chiều chưa đúng. Chưa đúng cách đúng không? Chưa đúng chiều đúng không? Dạ. À. Đó cũng là một lý do đấy. Dạ, dạ có thể là chưa đúng chỗ. Chưa đúng chỗ. Còn lý do gì nữa không bạn? Nói chung là em thì cũng hơi khó tính một tí. Đó, khó tính đó. Nà, bạn nữ mình có phải là người khó tính không? Dạ theo em thấy là bạn bè nhận xét thì em không phải là người khó tính chị. Ngược lại thì em dễ tính lắm chị. Bạn có những cái thế mạnh và điểm yếu nào? Về thế mạnh thì em thấy em cũng có nhiều tài lẻ. Đây. Em thích làm đồ handmade đó chị, đặc biệt là làm hoa, cắm hoa. Này là bạn tự tay làm đó dạ hả? Em tự tay làm. Quá dạ. Đẹp. Làm về là trong bao lâu? Dạ khoảng 2 tiếng đồng hồ là xong. 2 tiếng đồng hồ mà làm nó được vậy hả? Dạ. Quá ừ. Xuất sắc. Nghe là thích rồi. Thì em cũng có biết cũng thích may vá chị. May vá đan móc em đều biết. Nấu ăn. Dạ nấu ăn thì em cũng biết sơ sơ. À, dạ. Đây là người phụ nữ của gia đình rồi. Dạ. Rồi tật xấu dạ. Là gì? Em thấy là em hơi nóng tính chị. Em không thích là em nói à. Nói chung mình thẳng thắn dạ, thôi. Có sao nói vậy à chị? Bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn một người bạn trai là hơi trầm tính một chút. Tại vì em thấy tính em nó hơi nhiệt tình đó chị, hơi năng động. Thì em nghĩ một bạn nam trầm tính thì sẽ chịu được em hơn. Rồi người đó thì trung thực, là người biết lo cho gia đình nữa chị. Thật sự em đã muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn lắm rồi chị. 28 tuổi ở nhà có hối thúc gì chưa? Dạ bởi vì em là chị lớn á chị. Má em đang muốn em tống đi lắm rồi. Không biết bên kia có muốn lấy vợ liền chưa ha? Dạ muốn lắm á chị. Bạn muốn một người bạn gái như thế nào? Dạ em thì muốn người bạn gái là tính tình vui vẻ, hòa đồng, sống biết yêu thương người thân. Bên đây cổ nói là cổ được, cổ được. À nhưng mà hỏi cô bạn gái một chút xíu. Dạ. Mình 28 tuổi rồi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ quen nhau thật sự thì em có một. Cái mối tình thật sự đó là mình chia tay được bao lâu rồi? Dạ em chia tay cách đây 1 năm á chị. Rồi bây giờ trước khi tôi qua bển tôi coi mặt bạn trai nhìn cho bạn, tôi hỏi bạn thế gì về ngoại hình? Cao ốm mập lùn? Em thích đàn ông cao. Cao? Dạ cao có cao. Cao nhiêu? Dạ bạn? Nếu mà 1m7 thì càng tốt. Rồi dạ. Gì nữa? 1m69. Trung bình thôi. Dạ không cần đẹp trai lắm chị. Em thấy trai đẹp với thay ra nó hay lăng nhăng lắm nên em thích trai đẹp lắm đâu. Rồi dạ trai đẹp vậy hết rồi. Dạ hết rồi. Em thích tóc dài hay tóc ngắn?
cũng hơi nhiều nhiều, ít quá anh chị. Thì không có thôi chứ ít nhiều gì. Cao nhiêu? Dạ em 1m65 ạ. Hơi thiếu 5 phần ha. Dạ. Cái này là tại sao cạo đầu? Dạ em tóc em nó bị rụng nên em cắt ngắn lại. Đi quay sao có còn tóc không? Dạ còn nhiều gì. Còn quá trời còn tóc quá trời mà. Dạ. Nhiều, phải mấy trăm cộng á. Cạo chi vậy? Mùa nắng nóng này nên thế này nó rất là mát. Anh có tật xấu gì không? Dạ em thì nhiều lắm ạ. Ví dụ? Dạ. Nào xấu nhất? Xấu nhất là người nó hôi. Cái gì? Dạ. Bạn biết bạn bị hôi? Dạ. Biết xong trị? Dạ cũng đang trị. Mà mình biết mình không sao sao cái gì, có gì đâu cười bình thường. Dạ. Một người anh hùng là một người biết nói ra được cái khuyết điểm của mình. Người ta nhận ra được người ta hôi có nghĩa là người ta sẽ đỡ hôi. Người ta biết nè, chị chỉ cho em à, một là em có thể đi đến bác sĩ để mà cắt bỏ cái tuyến mồ hôi. Hai nữa thì em có thể mỗi ngày buổi sáng, sáng chiều em làm một tháng hết liền luôn chanh. Trước khi em tắm hoặc em tắm xong em lấy chanh em chà vô. Chị nói nghiêm túc. Kinh nghiệm quá. Kinh nghiệm đó chị. Chị bị đó. Hồi xưa ta nói là phèn á, phèn chua á. Nhưng mình không, phèn chua nó phức tạp với đàn ông không. Chỉ có cần những chiếc chanh thôi. Cắt miếng chanh ra chà chà. Chỗ này là mai chứ phải chỗ này chị hôi. Chị đảm bảo với em nó ra mồ hôi chứ không có mồ hôi nữa. Dạ. Bắt tay. Dạ cảm ơn chị nhiều. Thơm tho sạch sẽ. Lấy vợ. Dạ. Để đem động phòng nó bốc mùi kỳ lắm. Dạ. Nha. Dạ. Rồi được. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Người này rất anh hùng, tôi chấp nhận. Nghe rồi cái gì? Đâu cần phải kể lại đúng không? Không sao hết. Còn bạn sao? Em sẽ giữ mấy cái chiêu mà chị nói. Đúng rồi. Chị. Dạ, em thôi bỏ chị. Qua cái vụ đó đi. Rồi rồi hết hết. Bây giờ mình gặp gỡ người thân cho nó xóa tan cái mùi đó đi. Bà hôm nay đi với ai? Dạ em đi với má em ạ. À, chào bác. Dạ. Bây giờ tụi con nói chuyện vui bác nha. Bác thấy cô bên kia thế nào? Được. Thích luôn. Thích dạ. Luôn. Thích dạ. Luôn. Thích luôn. Chào bác. Chào bác. Chưa bắt tay với bác quen nhau qua làm mai mối hay là hai người yêu nhau rồi đến với nhau bác? À, cũng mai mối chứ. Mai mối hả? Vâng. Rồi có biết mặt nhau không? À, thì tới nào mới biết luôn. Tới nào biết là cưới liền luôn hả? Rồi cưới liền luôn. Hay rồi quá. Có yêu ngay lúc đó không bác? Yêu, yêu luôn lúc đó rồi cưới luôn. Gặp là yêu luôn hả? Rồi vậy đó. Hay vậy ta? Hay bác ơi bác. Bây giờ bác, bác cũng thích vậy luôn. Dạ bác muốn có cháu liền chưa bác? Trong luôn. Bây giờ bao lâu bác cho hai bạn trẻ này lấy nhau được? Năm nay lấy thì sau năm có cháu là tốt. Dạ rồi được rồi bác. Bác thích dạ. Cháu nội hay cháu cháu trai cháu gái? Trai gái cũng được hay ha. Đúng rồi ừ. Hay nè. Dạ cảm bác ơn bác. Đúng là tuyệt vời ha. Hôm nay bạn gái có đi với ai không? À, dạ em có đi với em họ với hai người bạn của em ạ. À. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Cảm nhận đầu tiên của em về anh là người rất là chững chạc, trung thực. Em nghĩ là những yêu cầu của chị Mai thì anh có thể đáp ứng được hết. Em cảm nhận là anh chị sẽ rất là hợp nhau á. Như vậy là ủng hộ hết rồi, để mình qua mình xem bên kia coi sao nha. Cô bên đây nãy giờ nghe nói rất là lanh lẹ ha, năng nổ. Dạ oh, chào anh. Em dạ. Thương quá. Anh bên đây trời có 2 đồng tiền nữa. Bên đây cũng có 2 đồng điếu. Hai người hợp với nhau lắm á. Dạ. Anh này hiền lắm, nói chứ. Bên đây má chịu rồi là thành công 50%. Dễ dụ không anh? Dễ dụ anh. Dạ. Rồi, ok. Bây giờ mình kéo màn lên, tôi nôn quá vụ này rồi đó. Đánh mạnh nha, nhớ nha. Dạ. Rồi, quay mặt qua. Dạ, em chào anh. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Ồ, dạ, quà này tự em làm á. Dạ. Cái này anh làm hay là mua? Dạ, cái đó mua vậy. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Bông đẹp ghê. Lúc nãy giờ em cảm nhận anh như thế nào? Dạ, em thấy anh... nói chuyện cũng dễ thương. Nhìn tổng quan về ngoài thì duyệt. Cái vụ tóc sao em? Tóc, tóc. Dạ tóc thì hơi ít á. Dạ em thấy cũng được mà chị. Anh thiếu tới 5 cm nha. Dạ. Chiều cao anh thiếu tới 5 cm rồi. Dạ thì anh ráng bù mấy cái khác. À. Bù gì? Dạ cái chuyện đó em ảnh tính chị. Trời ơi cô này. Anh thấy em sao? À, anh thấy cái món mà cái món xiên đó là anh rất là thích, mà má anh cũng rất là thích. Dạ. Nhưng mà em xiên lắm mà anh. À, phụ nữ mà xiên những cái việc nhà thế là rất là tốt, nó là một phụ nữ của gia đình. Xiên lắm, nhà dơ là em chùi hoài luôn, mà anh mà dơ là em tắm anh hoài luôn. Xiên lắm. Anh làm rất là lười mà việc nhà cho nên là cảm thấy rất là hợp. Dạ. Bây giờ như mình cưới nhau về sống nhà trọ thì có chấp nhận được không? Dạ thì chắc 1-2 năm thì cũng được. Còn em nghĩ thì em cũng sắp ra trường thì em sẽ phụ anh. À. Thôi giờ mỗi người nói câu nào thật tình cảm nên mình tiến hành thủ tục bấm nút đi.
anh thấy chúng mình rất là hợp. Chung là anh rất thích em về đội của anh. Em gái, nói gì với ảnh đi. Dạ, em hy vọng là em có cơ hội về đội của anh. Dạ. Rồi. Dạ hết. Để hy vọng đội mình sẽ có thêm cầu thủ. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay là không hẹn hò. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau. Dạ, cặp này xứng đôi. Nói với má gì, tương lai gì đi. À, dạ con. Dạ con chào má. Nhanh dữ. Được không? Vậy đi. Vậy đi. Rồi gì nữa? Nói gì nữa đi. Dạ con gọi má được không ạ? Má cách lại ra. Dạ con cảm ơn. Rồi ha, má thích rồi ha. Tướng này ngon lắm á má. Này đẻ dữ á. Rồi tặng các bạn những cái vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có một không gian lãng mạn để hiểu nhau nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Rồi chúng ta đi xem phim đi. Bực hay là nóng thì em hay thể hiện ra thái độ lắm. Bạn em cũng có hơi nhiều cho nên hơi nhức đầu. Em thích tự do rồi bạn gái kia thì nó gò bó quá. Một sự khởi đầu rất là suôn sẻ và vui vẻ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai để xem hạnh phúc đó nó có được thể hiện trong cặp đôi này không nhé. Nào Hà Mang. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ chào anh Quỳ Linh. Dạ em tên là Trọng. Gì Trọng? Dạ Phạm Phương Trọng anh. Em quê Củ Chi, năm nay được 26 tuổi. Em là kế toán kho của một công ty gỗ ở quận 9. Rồi mình giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh và bạn cùng chơi. Em tên là Nguyễn Thị Kim Loan. Năm nay em 25 tuổi, em đang làm kế toán cho một công ty về cơ khí. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì 2 mối tình. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, 1 năm rồi chị. Mình có thấy mình là người khó tính quá không? Em không phải là khó tính đâu, nếu mà hiểu em rồi thì em rất là dễ chịu. Bạn có những cái điểm mạnh nào? Tình cảm của em thể hiện cũng nhiều. Thí dụ như mà quyết định quen một người nào đó thì em chỉ dành tình cảm cho người đó thôi. Điểm yếu? Điều yếu của em là khi mà bực hay là nóng thì em hay thể hiện ra thái độ lắm. Bên kia đã chia sẻ những mối tình của mình rồi, còn bạn? Em thì đã có 3 mối tình nhưng mà chia tay mối tình gần đây nhất là khoảng 1 năm. Nguyên nhân từ đâu? Có thể là em thích tự do rồi bạn gái kia thì nó gò bó quá cho nên em không có thích hợp lắm cho nên là chia tay. Tự do trong khuôn khổ nào em? Kiểu nhiều khi mình muốn ở một mình, nhiều cái vấn đề để mình suy nghĩ. Còn bạn gái thì lúc nào cũng muốn phải ở bên, lúc nào cũng nói chuyện rồi đi chơi vậy đó. Kỳ vậy, con nữ người ta thích vậy đúng rồi. Nhu cầu quá chính đáng mà. Không, nhưng nhiều khi tại cái công việc em nó căng thẳng, muốn thời gian ở một mình để mình nghỉ ngơi với lại xả bớt căng thẳng. Ủa có bạn gái nhiều khi chăm sóc mình nó tốt hơn chứ em? Tại bạn em cũng nói hơi nhiều cho nên nghe hơi nhức đầu. À, ở cạnh bên cũng hơi hoài á. Em bên đây em cũng nói nhiều lắm á. Mà em có thích lúc nào cũng ở bên cạnh người mình yêu? Nói chung là em không có quản lý về thời gian. Nhưng mà nói chung là những lúc cần thì phải có. Giống như là em nghĩ là giống như mình bị áp lực về công việc thì quen nhau mình phải chia sẻ với nhau. Chứ em không thấy là tự nhiên mình ôm trong người rồi bạn gái mình lúc đó không giúp được gì mình hết, rồi lại không gặp nhau, lại hiểu lầm nhau. Em không thích vậy. Cái từ khi mà em nói vậy thì anh thấy cái đó em cũng đúng. Rồi mong muốn bạn gái mình thế nào nói luôn đi. Thứ nhất là bạn gái là phải không có ghen nhiều quá, quan tâm, lo lắng rồi chia sẻ. Nhưng mà em có lăng nhăng không? Dạ không, chứ em mà yêu ai thì nói chung là yêu một người. Nếu mà em không có vấn đề gì thì em đâu có ngại gì người ta ghen. Dạ. Em làm gì người ta mới ghen. Không, tại nhiều khi cái môi trường công việc á là có nhiều nữ á, sợ nhiều khi bạn gái này ghen nữa hay khổ. Ôi em yên tâm đi, em quen bạn này em phải ghen ngược lại, tại môi trường bạn này nam không à. Cái kia này phải ghen ngược lại quá. Vậy bạn có ghen không ạ? Cái gì cũng trên cái mức giới hạn thôi. Còn bạn bè bình thường cứ đi chơi bình thường không sao. Bạn nữ mong muốn gì ở bạn trai? Em thích bạn trai tính trầm, có chính kiến riêng của mình. Không phải là trầm mà dạng như là cứ sao cũng được thì em không thích vậy. Một phần nữa là cái bạn đó phải có ý chí. Bạn có ý định kết hôn gì chưa bạn trai? Có ý định rồi chị, nếu mà quen được thì trong vòng khoảng 1-2 năm thì có thể cưới được. Em cũng vậy, nếu em cảm thấy hợp thì mình có thể tiến tới.
Nhưng mà công việc của Trọng giờ này đã ổn định chưa? Đã chuẩn bị gì cho cái tương lai 1-2 năm sau mình đám cưới chưa? Công việc của em cũng đã ổn định rồi chị. Làm cũng được 2 năm mấy rồi cho nên giờ nó ổn định lắm. Giờ cứ lương đều đều rồi chị. Nếu mà bạn lấy vợ về đó thì ở nhà chung với ba mẹ, tức là vợ phải làm dâu hay sao? Dạ cũng tùy anh, ví dụ như tùy công việc nữa. Công việc thì xa nhà thì có thể ở riêng một chỗ nào đó cố định để đi làm, hay vợ chồng thì thoải mái hơn, chứ không có nhất thiết phải về làm dâu. Bây giờ ví dụ như mình cũng muốn ở riêng thì ba mẹ có hỗ trợ gì được không? Hỗ trợ thì chỉ có hỗ trợ về mặt đất thôi, còn nhà thì chắc hai chồng tự đất làm. Thì có rồi, quá tốt rồi, đất cũng chi giờ lên lắm rồi đấy. Mà nếu như phải làm dâu thì bạn nữ có đồng ý làm dâu không? Dạ em nghĩ là mình có thể làm dâu được, em không biết hết vấn đề đó. Nhưng mà tại vì em là con một nên nhiều khi không biết là có muốn bắt rễ gì không. Dạ cái đó thì em có nghe nhà nói như vậy, nhưng mà làm dâu nói chung là ý kiến của em thôi. Ăn thua hai bên thỏa thuận thôi ha. Dạ. Bạn muốn người đàn ông về ngoại hình như thế nào? Em có mẫu người lý tưởng gì không? Em thích là bạn đó phải cao hơn em. Em cao bao nhiêu? 1m6. Rồi miễn cao hơn 1m6 là được rồi, chứ gì. 1m7 đi chị. Rồi, rồi ngoại hình là phải to, người tao to một chút. Tại vì người em cũng to nên em không muốn nhìn nó hơi bị mất. Tại đây to lắm à. Không hút thuốc, không được xăm hình. Trời ơi sao khó vậy. Chết cha. To quá quy định. Đâu đứng lên, anh này cao nè. Này là phải 1m7 không? Dạ 1m71 chị. 1m71 rồi. Được. Có hút thuốc không? Dạ không. Có xăm mình không? Dạ không luôn. Thiệt không hay là có xăm kính? Dạ không có gì. Không phải không? Dạ không. Rồi ngồi xuống đi, hơi thiếu ăn một chút. Dạ có gì cái này nuôi được. Dạ có gì bạn nữ về mình nuôi, có gì tăng cân sao cũng được. Đúng rồi, nhưng mà đủ chiều cao là được rồi. Sợ tới chịu cái chiều cao mà thấp hơn cái đó mới khó. Em thích một người bạn nữ như thế nào? Hiền, dễ chịu, tóc thì không quá ngắn. Tóc dài luôn. Dạ rồi không ốm quá, cũng không mập quá. Vừa người. Vậy được càng tốt. Gì nữa? Rồi về tóc tai có nhợ mày không, bình thường không sao, đó là cái sở thích mỗi người. Miễn đẹp là được rồi. Dạ miễn đẹp là được. Rồi nói nhiều xíu. Ủa gì kìa? Ủa lại mới nói bạn gái kia là nói nhiều quá chia tay rồi bây giờ tôi không nhiều. Mà hôm nay cái thay đổi vậy, sẽ thay đổi rồi. Từ khi cái mối tình kia giờ bắt đầu mình suy nghĩ ngược lại rồi. À rút kinh nghiệm rồi đúng không? Rồi giờ này làm ơn Phước tôi làm mai mối cho cái mối này được lắm, nhưng mà sau đó phải tập trung cũng dành nhiều thời gian cho người yêu một chút. Phụ nữ người ta muốn ở gần người ta yêu thương thì dòm ngó tăng chút cũng được vậy. Tại công việc này cũng ổn định cho nên cũng hết căng thẳng, bớt căng thẳng rồi chị. À, là bây giờ hứa là phải chăm sóc tốt cho người yêu rồi đàng hoàng nha. Dạ hứa chị, cái đó là chắc chắn rồi. Chắc chắn ha. Dạ. Được, hai bên này hợp lý. Cũng được, hơi ốm chút thôi em, nhưng mà không sao, mình phụ nữ mình chăm tốt. Không ốm thì không ốm đâu. Bây giờ em đòi 1m7, bây giờ có 1m6 chị đâu làm cách nào cao lên được đúng không? Dạ. Bây giờ ta được 1m71 quá dư rồi. Còn cái chuyện thiếu ăn chút thì mình cho ăn nhiều vô. Bạn nữ bên kia có tật xấu gì không? Dạ tật xấu của em á thì hay nói vậy đó anh, giống như là em không thích thì em nói, mà em nói nhưng mà phải sửa, không nói nhưng mà ảnh không một mình mà nói là bỏ nữa đó. Thì đó ý em nói mà em cứ nói hoài như vậy, một vấn đề đó nữa là em bực, em không nói nữa là lúc đó là cái vấn đề xảy ra, em không nói đó, nữa. Nghĩa là vẫn đúng còn rồi. Cái tật đó ha, vẫn còn. Bạn phải chuẩn bị tinh thần nha. Rồi còn mình tật xấu gì? Tật xấu của em là cứng đầu. Cái gì mình thích rồi thì mình làm dữ lắm, còn cái gì mà không thích thì không ai hết được. Quan điểm là như vậy ha. Dạ. Thì cái này mình phải dùng chiêu, nói nhiều người ta không có làm. Dạ. Hôm nay bạn gái có đi với ai không? Dạ em đi với chị họ của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Rồi chào chị. Em chào chị. Chào em trai. Dạ. Thấy sao chị? Ngoại hình thì thấy ổn. Có vẻ phù hợp với em của em, nhưng mà bạn này thì hơi trẻ. Tại vì em của em thì nó cũng hơi trẻ con nên là thích là có bạn nam nào đó chững chạc hơn một tí, nhưng mà cơ bản thì hợp. Có thể là bề ngoài thì như vậy nhưng mà tính cách thì sẽ khác. Đúng rồi, cảm giác anh này chững chạc đấy, đôi khi mà căng thẳng quá muốn một mình suy nghĩ. Dạ đúng rồi đấy, là đó là cái chiều sâu về. Dạ đúng rồi. Rồi mình có đi với ai không? Dạ em có đi với em bà con của em. Dạ em xin chào anh Hiền Linh và chị Cát Tường ạ. Em thấy chị gái này sao em? Dạ em thấy chị gái này rất là xinh ạ, dễ hòa đồng, vui vẻ, hai người rất là hợp đôi ạ. Anh của em có tính xấu gì nữa không? Anh em thì rất là nhiều tính xấu. Để cứ khai em ơi. Hãy nói ra được không? Hãy trung thực em. Ừ. Khai hết đi. Thì nãy coi như anh em cũng có nói là anh em rất là cứng đầu đó. Có nhiêu đó thì còn gì nữa không, nói đi chị vẫn dẫn thở. Nhưng mà cứng đầu mà vậy như là việc đó đúng mà mình cứng hay là theo ý định của mình cảm thấy nó đúng? Theo ý định của mình thì cảm thấy đúng. Cái này cũng gọi là gia trưởng đó nha. Rồi cảm ơn em trai nha. Mướn á. Để bên đàn trai qua coi mặt đàn gái coi sao nha. Ngồi đó chờ coi. Không được thì thôi mình rút nha. Trời, xin lỗi ạ. Em chào Quyền Linh. Chào em. Chắc rút quá. Anh đừng nói em ngại. Rút. Sao rồi? Đẹp lắm hả?
Tâm kéo màn, kéo màn. Chạy đi, rút chạy đi, chạy ra lấy chớn chạy vô. À, anh có bó hoa tặng em. Em cảm ơn anh. Hào giống như là anh nói không? Rất dễ thương nha. Hai, cảm ơn. Anh cho em hỏi là công việc của anh áp lực như vậy á, có bạn gái không? Cũng chia sẻ với bạn gái của mình mà lại thích trốn một mình rồi. Mình nói ra cũng nhiều khi bạn gái không chia sẻ được á, rồi mới công hai người nó mâu thuẫn với nhau nữa. Cho nên là tìm một chỗ để nó yên tĩnh hơn để mình. Em thấy như vậy thì hai người sẽ không hiểu nhau. Không, bây giờ thì nó sẽ khác. Cái đó hồi xưa em là sẽ khác. Không, nhưng mà quan trọng là cái tính của anh nó như vậy rồi thì giống như là thay đổi. Vì cái đó thì nó sẽ ép buộc hơn, không phải là nó tự nhiên. Không, nhưng bây giờ thì nó mình cũng có nhiều cách thay đổi hơn. Rồi mình cũng lớn tuổi rồi, phải biết suy nghĩ chín chắn hơn chứ. Cho em hỏi anh có dễ trưởng không? Không có, anh thì cũng dễ tính. Em hơi bị khác người một chút. Khác người là sao? Dạ, em tính khác người gia trưởng. Tại vì giống như chị em cũng đã nói, tính em thì nó hơi trẻ con một chút. Giống như là như vậy, em thích như vậy thì em làm như vậy. Có nghĩa em cần một cái người mà để kiểm soát em á, giống như là nói cho em biết rồi vấn đề này như thế nào, như thế nào. Không, cái đó thì anh quản lý được. Tại cái công việc anh là quản lý kho, là anh quản lý cái đó, anh quản lý tốt lắm. Rồi. Quản lý kho với quản lý vợ giống nhau. Dạ, nói chung là nó cũng giống giống nhau vậy anh. Khi rảnh anh thích làm gì? Đi dạo, đi du lịch hay đó, ví dụ như đi biển chẳng hạn. Em thích đi dạo không? Nói chung với người em thích thì em đi đâu cũng được. Phụ nữ thường là vậy đó. Miễn dạ, có người yêu bên cạnh là được rồi. Nhớ đã hứa không có hất hủi bạn gái rồi nha. Em hứa rồi chị ơi. Ví dụ như mình cưới thì em thích ở riêng không? Hay là thích ở... Vấn đề ở riêng hay không đối với em không quan trọng. Ba mẹ anh cũng dễ lắm, không có khó tính nhà đâu. Anh có bao nhiêu người ạ? Có ba anh, mẹ anh với lại còn em nhỏ xíu nữa. Em nhỏ xíu, em gái hay em trai ạ? Em trai. Em thì chỉ có một mình thôi. Ủa vậy là nãy em nói là ba mẹ có bắt rễ, vậy là có thiệt không? Dạ thì em có nghe ba mẹ nói vậy á, nhưng mà thì do em quyết định thôi. Bạn chịu không? Nếu bắt rễ thì chịu không? Nhà có hai người con trai cũng có thể được. Sao dạ, hai người làm kế toán đó, toán tính dữ lắm đó, là kinh tế ai quản lý? Thì tất nhiên là cưới vợ rồi về thì vợ quản lý chứ. Nhưng mà quyền quyết định? Quyết định thì nói chung là hai người bàn bạc với nhau. Dạ rồi. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh có nghĩa là đối với cái độ tuổi đó thì em nghĩ anh cũng là nghiêm túc và chững chạc. Nhưng mà cái điều em cần thì nói chung là em chưa cảm nhận cũng được. Khi mà đối tượng mà thật sự thích và em cảm thấy hợp với mình thì em sẽ tự chủ động. Một người phụ nữ hiện đại. Hiện đại. Một câu gì thật tình cảm để thuyết phục cô ấy. Anh hy vọng là mình sẽ tiếp tục để có thể hiểu nhau hơn. Nhiều khi nhìn bề ngoài thì không nói được lên tất cả điều gì hết. Không phải, em không nhận xét anh về bề ngoài. Bề ngoài anh rất là ok. Nhưng mà quan trọng là cái suy nghĩ và cái tính cách của mình. Thì nói chung con người mình cũng phải tiếp xúc nhiều mới hiểu được hết em ơi. Ví dụ mà qua cách nói chuyện một thấy mình cũng chưa hiểu hết được đâu. Cho nên anh hy vọng thì em có anh thể... có tin vào giác quan thứ 6. Rồi. Anh thấy là con gái hay có cảm nhận riêng của mình. Hết thời gian. Rồi, chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút đơn giản nhưng tâm hồn mới là quan trọng. Chọn hay không chọn là quyền của các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Anh lo sợ bạn nữ không bấm. Vẫn còn sao vậy là... bạn hăm dọa người ta chi vậy? Em giống như là cũng muốn cho mình cơ hội để tìm hiểu. Theo mà cách bạn nữ nãy nói là em nghĩ chắc không bấm nút. Không bấm tại sao bạn vẫn bấm? Tại vì em muốn tạo cơ hội cho bản thân mình. Nếu như bạn ấy không bấm thì sao? Thì cũng không sao, thì mình có thể làm bạn. Đây cũng một người rất thẳng thắn và cá tính. Mà đây cũng một người rất là man. Dù biết bên đây không bấm, mình vẫn bấm. Tại mình thích. Có thằng ông mà. Mình thích. Có sao đâu. Tôi thích hai bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Nắm tay nhau đi bạn, hai bạn. Anh nghĩ đây là một cặp xứng đôi đấy. Cho nhau cơ hội. Hy vọng là chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn và đi đến một quyết định đúng đắn. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có thời gian bên nhau. Cảm ơn chị và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Điểm lớn nhất của em là năm nay 30 tuổi, em chưa biết lấy vợ. Dạ, chưa có một lần nắm tay ai. Đã lên đây thì xác định lấy được kiếm vợ. Kiếm vợ quyết tâm cho bằng được, đó là do em nha. Bản lĩnh hay không là do em nha. Dạ. Em tưởng tượng một người đàn ông bên cạnh em là người như thế nào? Một người điềm đạm. Có hiểu biết, có chí cầu tiến. Nói chung là người ta đủ cái
trưởng thành và có cái hướng về gia đình ấy. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Xin mời nhà gái. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Tên là gì? Em tên là Hoàng Văn Tưởng, em đến từ Nghệ An, năm nay em 30 tuổi ạ. Hiện tại em đang làm nhân viên cơ khí tại công ty Tấn Tài ở Bình Chuẩn, Bình Dương ạ. Em vào Nam lâu chưa? Em làm được 5 năm ở Bình Dương. 5 năm rồi. Dạ. Rồi, bây giờ đến nhà gái mình nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, quý khán giả xem đài và anh bên kia. Em là Lê Kiều Trang, năm nay em 29 tuổi, thì quê em ở Thanh Hóa. Hiện thì em đang sống tại quận 12 và làm việc cho công ty thương mại của Mỹ tại quận Thủ Đức. Em nói luôn cho bên đàn trai họ nghe đi là cái khuyết điểm và cái ưu điểm của mình như thế nào? Dạ, cái ưu điểm của em ấy thì là em luôn luôn có suy nghĩ tích cực lạc quan, sống thì chân thành, nhiệt tình với mọi người. Còn cái khuyết điểm của em ấy thì là em hơi cầu toàn một xíu. Với bản thân em thôi, còn với mọi người thì em rất là thoải mái. Rồi mời nhà trai. Dạ em, ưu điểm của em thì em không hút thuốc ạ. Vậy em vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em biết nấu ăn, và là con người của gia đình ạ. Có khuyết điểm gì nào không? Khuyết điểm thì em hơi rụt rè trước các mối quan hệ mới bắt đầu quen ạ. À, rụt rè từ trước mối quan hệ bắt đầu quen. Dạ. Nhưng vậy... sao quen rồi thì không rụt rè nữa đúng không? Dạ, với lại khuyết điểm lớn nhất của em là năm nay 30 tuổi rồi mà chưa biết lấy vợ. À, chưa biết lấy vợ. Nhưng mà có mấy mối tình rồi? Em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả Tưởng hả? Dạ. Hồi xưa giờ em chưa bao giờ yêu thầm trộm nhớ ai nữa. Yêu thầm trộm thì em yêu thầm trộm nhiều nhưng mà em hơi bị rụt rè trong các mối quan hệ cho nên em không dám tiếp xúc á. Không dám tiếp xúc, không nói là yêu thương luôn. Dạ, khổ thân dám. Em tôi vậy. Rồi còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em thì có hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây 2 năm. À, em chia tay cách đây 2 năm rồi, lý do chia tay? Do là anh ấy hơi gia trưởng. Quen được bao lâu? Cỡ 6 tháng. 6 tháng, thế dạ. Gia trưởng mới chạy luôn. Dạ. Tưởng có gia trưởng không? Dạ, em ấy cũng bình thường thôi ạ. Ừ, bình thường mà sao không có con gái dạ. Nào bên cạnh nhỉ? Chắc là khó tính lắm đúng không Tưởng? Cũng phải ạ, bởi vì cái tuổi trẻ của em thì nó cũng hơi bị, gọi là hơi bị gian nan ạ. Ừ, mà lớn lên thì em có đi xuất khẩu lao động được 5 năm ở Ả Rập Xê Út. Ừ. Mà bên đó thì phương tiện liên lạc nó hơi bị hạn chế. Ừ. Vậy là bên đó cái phong tục tập quán của người ta khác. Giờ giấc nó cũng chênh lệch nhau nhiều cho nên là em cũng khó có thể là tiếp cận được một phần nữ. Chưa bao giờ có ý tưởng là sẽ lấy vợ ở Ả Rập Xê Út. Bởi vì cũng có ý tưởng cũng không bao giờ được. Lý do? Mình không đủ điều kiện. Như vậy là 30 tuổi rồi mà mình chưa có một mối tình chính thức nào. Dạ, chưa có một lần nắm tay ai. Chưa có một lần nắm tay ai, chà, em có áp lực không em? Em áp lực không? Hơi hơi ạ. Vậy thì cái hình mẫu lý tưởng của em thì như thế nào? Dạ, em thì cũng muốn tìm cho mình được một người bạn gái. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, với lễ phép. Ừ. Có cần đẹp gái không? Đẹp có thì cần... cũng dễ nhìn một xíu được. Ừ. Rồi có chịu đặt nặng về chiều cao như thế nào không? Bạn nữ cao tầm khoảng 1m55 rồi lên được. Ừ. Đã lên đây thì xác định là lên đây để kiếm vợ. Kiếm vợ, quyết tâm cho bằng được. Đó là do em nha, bản lĩnh hay không là do em nha. Dạ. Vừa rồi có ông bà ở ngoài quê vào, mẹ em có nhắn rồi. Nhắn mấy lời nhưng không phải là nhắn hỏi thăm sức khỏe. Mà có nói là Tết nay về quê thì nhớ dắt người yêu về, không thì đừng có về quê nữa. À, không thì đừng về quê. Cho nên là áp lực nặng nề quá trời quá đó. Ừ. Em xin mời anh điều tra, điều nghiên bên nhà gái em nhé. Ừ. Dạ, em chào anh. Chào em gái. Dạ. Em tưởng tượng một người đàn ông bên cạnh em là một người như thế nào? Một người điềm đạm, ừ. Có hiểu biết, có chí cầu tiến. Nói chung là người ta đủ cái trưởng thành và có cái hướng về gia đình ấy. Nhiều. Anh bên đây có chí cầu tiến nè. Có hết luôn. Trưởng thành cái có hết anh luôn. Anh bên đó là có hết luôn, chỉ có là chưa có người yêu thôi đó. Đúng rồi. Cái gì anh cũng có rồi. Dạ. Được đó. Dạ. Ha. Em đi với ai vậy? Dạ, em có đi với chú Thím với lại hai bạn của em. À. Dạ. Xin mời gia đình, đại diện gia đình đàn gái ạ. Xin chào Hensi, Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là chú ruột của cháu Trang.
Mà hiện nay thì tôi đang sinh sống ở Bình Dương. Gia đình ở cháu Trang thì ngoài Bắc, điều kiện xa nên là cũng không ai vào đây được. Còn đối với cháu Trang thì có thể nói thêm là cháu ngoan hiền và có cái đức tính linh hoạt, thông minh, và xác định cái sự nghiệp của mình thì hướng phấn đấu là rất cầu toàn, cầu tiến. Còn đối với bên trai thì qua trình bày của cháu thì thực tế mà nói thì với bên ngoài về hình thức rồi qua cái trình bày thì chúng tôi thấy là cũng được. Đấy, có nghĩa là chúng tôi thấy cũng phù hợp với cái điều kiện rồi cái hoàn cảnh. Đấy, thì bây giờ là chúng tôi cũng lên đây thì cũng mong sau đó là đây là cái duyên để hai cháu là gặp gỡ rồi là trao đổi thêm, thì nếu mà được thì tiến xa hơn, còn không thì cũng là bạn bè. Thì chúng tôi cũng mong như thế. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp của em, với sếp của em, với cậu anh em đi cùng. Rồi, xin mời đại diện nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý vị trong khán đài. Em là cấp trên của Tưởng ở trong công ty. Cũng như là theo em làm việc mấy Tưởng từ đó tới giờ, thì em thấy Tưởng là một người không phải nói là hiền mà rất là hiền. Mặc dù là trong công ty chứ thực chất là toàn bộ những người trong công ty đều chắc Tưởng. Ai cũng chọc được Tưởng, kể cả gái lẫn trai. Nhưng mà làm việc thì tốt không? Làm công việc thì rất là tốt, chuyên tâm, chuyên cần, đảm bảo hoàn thành công việc. Theo ông thấy, Tưởng và bạn gái bên này, thứ nhất là tướng bóc thấy hợp lý. Thứ hai, hai em thì anh thấy là đều là hiền. Có thể đến làm việc đến được với nhau thì là cái tốt. Hãy tạo điều kiện cho nhau, em xin hết. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Hình như là anh nói đúng đó, hai người rất là hợp với nhau nhiều thứ luôn á. Bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha. Mở rào. Bắt đầu công việc của mình đi Tưởng. À, mình nhận mình quay rồi. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, cũng có món quà tặng anh. Anh cảm ơn. Dạ. À, tặng cuốn sách có ý nghĩa quá hả? Dạ. Sao ý nghĩa sao em muốn tặng cuốn sách Hiểu Về Trái Tim này em gái? À, trong cái cuốn sách này thì em cũng rất là tâm đắc. Nó cũng có những cái triết lý mà có những cái trải nghiệm sống sâu sắc. Khi mà mình đọc cuốn sách thì mình cũng có thể hiểu được cái diễn biến tâm lý cũng như là cái cảm xúc của mình. Tại sao lý giải được cái cảm xúc, tại sao nó lại như vậy để mình có thể có một cái cuộc sống thật là bình yên, thật là hạnh phúc ạ. Cảm ơn em. À, món quà của anh có một chú gấu. Anh muốn là gửi gắm cái tình cảm của anh vào chú gấu. Về em sẽ để đến giường của em, đầu giường của em. Có thể là mỗi tối thì nó có thể là được ngắm nhìn em mỗi tối. Hoặc là nếu như mà em muốn ốm nó cũng được. Dạ, em cảm ơn. Tuy nhiên nó hơi nhỏ xíu, nhưng mà nếu như mà em muốn một chú gấu mà ấm áp hơn và lớn hơn thì đây là, đó là anh. Dạ. Và chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Dạ. Rồi, mình ngồi xuống đi em. Hai bạn cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau đó. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Có vẻ là ít nói. Đúng rồi, anh cũng phải là ít nói. Nhưng mà mới giao tiếp lần đầu thì anh cũng hơi rụt rè một chút xíu. Anh thấy em thì cũng người cũng tình cảm, cũng thoải mái. Hy vọng là chúng mình cho nhau một cơ hội để tiến tới có một cái kết cục nó tốt đẹp hơn. Dạ. Theo quan điểm của em như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Em thì em quan niệm là trong tình yêu thì cần có phải sự tin tưởng chung thủy và cùng nhau xây dựng nó với có thể là đi với nhau lâu dài và hạnh phúc đó. Quan điểm của anh thì như thế nào ạ? Thì anh cũng quan điểm về tình yêu phải chân thật với tin tưởng nhau. Có gì thì hãy chia sẻ cho nhau và em hãy cởi mở cái lòng mình một xíu để anh có thể tiếp cận được em trong thời gian có thể nó gọi là nó rút ngắn bớt, nó thuận lợi thì Tết nay có thể mình về ra mặt cũng được. Dạ. Anh làm bên ngành cơ khí ấy, thì không biết là dân kỹ thuật thì có khô khan không anh ha? Đúng rồi, anh cũng là người khô khan cho nên tới nay anh vẫn chưa có mối tình nào. Trước giờ anh có cảm tình đơn phương với ai hay như nào không anh? Không, nói chung cảm tình thì anh chỉ có thích thoáng qua thôi. Nhưng mà để mà cảm tình, để mà mình si mê này kia anh chưa có. Chưa có cảm tình với một ai luôn đó. Nhưng mà thật sự là bây giờ em ngồi nhìn cô gái bên đó đi. Em có một chút xíu gì cảm tình, một chút gì đó, gọi là con tim nó có thay đổi, một rung động gì chưa? Dạ, ở đâu á? Ở đây hay là... Đấy, ở đây, đấy, ở đây. Anh hỏi đâu giờ? Ở đây thì tất nhiên anh em gặp bạn nữ thì em cảm thấy là cũng thích rồi.
Nói chung cái con tim của em nó đập rất nhanh, rất hồi hộp. Giọng nói của em nó cũng hơi run. Bây giờ nè, mình còn thêm một chút giao lưu cảm xúc nữa ha. Mình biết tới, mình nắm tay hai cái tay cô gái đứng lên. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay luôn nào. Để mình trao nhau cảm xúc ban đầu. Mình hãy cho nhau một cơ hội nha em. Bây giờ xin cơ hội hoài, nói tiếp đi nào. Bây giờ xin ba lần rồi đó. Nói về những suy nghĩ của mình với cô ấy đi. Anh thấy em cũng là con người là hiền, cũng chính, cũng mẫu người, cũng giống như mẫu người của anh chọn. Thì em hãy xíu nữa hãy bấm nút nhé. Vâng, xíu nữa mình sẽ biết ạ. Nếu như mà em mà chọn một con người để cho mang lại cho em một sự giàu sang, sung túc hơn thì chắc là anh cũng chưa có thể hứa được. Nhưng mà anh có thể hứa với em là anh có thể mang lại cho em được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, và em có thể cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Yes. Đấy, được đấy. Nào, nhìn thẳng vào mắt nhau, hát một bài nào đó thật cảm xúc nào. Vấn đề bây giờ em đang chinh phục cô gái đó. Rồi thì nói chung em đến từ Nghệ An. Thì anh sẽ muốn hát cho em một bài Dòng Nghề Tìm Về, để là em tìm về với anh luôn. Nhìn cô nghe gái hát tiếng nhìn... ái quen rửa dòng người xa lạ, một cái bắt tay nỉ em người mổ đỏ. Cái giọng quê ta đậm đa sâu nặng, tiếng nói quê mình mộc mạc mà thương, tiếng của quê hương về trong nỗi nhớ. Đã gặp nhau rồi ranh dễ lắm quen, đưa nhau tìm về hai chữ đồng hương. Giờ gặp nhau đây xôn xao tiếng nghệ, mời anh mời chị mời bạn mình ơi, em yêu giọng nghề thì anh dắt em ta cùng về. Thì anh dắt em ta. Dễ thương. Bạn gái hát hát lại đi. Em thì em không có cái năng khiếu hát, nhưng mà em thấy là trong cái cuốn sách này nó cũng có một xíu đoạn thơ mà em cũng cảm giác là mình tâm đắc. Thì em xin đọc cho mọi người cùng suy ngẫm. Ngày mai sẽ ra sao, bây giờ ai biết được, phút hiện tại nhiệm màu, hết lòng với nhau trước. Cảm ơn. Trở về ghế cho các bạn. Chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động chưa? Một nửa mảnh ghép này có phải là của chúng ta hay không? Nếu thật sự, chúng ta đừng ngại ngùng gì cả, bấm ngay cái nút bấm đó, không cần đếm. Còn nếu không, thì chúng ta để dành nút bấm đó cho người khác. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm hả? Em gái không bấm. Không sao. Thật sự là có vẻ em cảm nhận đây là chàng trai nhút nhát hay là như thế nào? Dạ thì thực ra là em cũng thấy anh hơi nhút nhát một xíu. Nhưng mà em cũng rất là quý cái sự chân thật của anh. Rất rất là chân thật. Thì là em nghĩ là em cần thêm thời gian. Nếu mà trước là có thể làm bạn thì còn trong cái giây phút này thì em cảm thấy là mình nên sống thật với những cảm xúc của mình thì sẽ tốt cho cả hai người. Thôi. Chúc cho ta sớm tìm được hạnh phúc ở đâu đó xung quanh chúng ta thôi các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình nhận quà của chương trình đi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rồi, chúc hai đứa mau tìm được một người của em cảm mình ơn nha. Chương trình. Ok, tự. Rồi. Mỗi người một con đường. Rất tiếc cho chàng trai, nhưng không sao. Trên sóng truyền hình có rất nhiều cô gái cũng sẽ nhìn thấy chàng trai đó là một nửa mảnh ghép của mình. Hãy gửi nút bấm về chúng tôi nha. Và cũng rất nhiều chàng trai hãy gửi nút bấm về để chọn cô gái của chương trình. Chúng ta sẽ làm quen với nhau và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ là một trong những người có thể chinh phục được trái tim của những người
trong gia đình bạn mối ngò mà họ chưa bấm nút. Bây giờ chúng mình gặp cặp đôi thứ nhì đi ha. À, xin mời. Dạ. Thì ưu điểm em là thuộc tiếp người hoàn toàn của người phụ nữ gia đình. Thì em biết vun vén cho gia đình, biết tiết kiệm, biết sạch sẽ gọn gàng và chăm sóc chồng con. Nói chung là em thuộc tiếp người phụ nữ hoàn toàn á. Thì biết nội trợ. Phụ nữ thuần chủng đó. Dạ. Đó, phụ nữ của gia đình đó. Dạ. Nói gì đó. Nhìn mặt anh hung dữ nhưng mà anh rất là dễ thương. Nhưng mà mọi thứ là anh có thể làm cho em cảm giác an toàn. Mời nhà trai. Đây. Chào em trai, anh ngồi. Xin mời nhà gái. Mình nói chuyện lớn lên để cho giao lưu cái tiếng nói đầu tiên ha. Để chút xíu mình gặp nhau luôn. Mời bạn trai. Dạ, xin chào tất cả quý vị và khán giả trong trường quay. Và chào anh Quyền Linh với lại chị Hồng Vân. Chào em. Em tên Vũ Hoàng Hiệp. Năm nay em 40 tuổi, nghề nghiệp em là tự do. Quê gốc của em là Hà Nam nhưng mà sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Là công việc gì? Công việc của em là em nhà em có cho thuê phòng trọ. Ừ. Phường mấy? Ở Phú Nhuận. Nào anh tới anh thuê vài phòng nha. Đợi em đang có dự kiến xây thêm 10 đó. Vậy cho anh thuê 10 phòng đó luôn đi. Anh cho thuê lại thôi chứ gì chứ. Dạ thì em lấy anh ba thôi, anh thù ta 3,5 được không em có lời. Đúng rồi. Lấy 3,5 ha, ha. Đúng rồi. Được, cũng được anh em mình làm ăn nha. Trời ơi Linh ơi Linh, bữa nay đi hẹn hò mà ông bàn cái chuyện làm ăn là sao trời. Trời ơi, có lấy lại phòng trọ cho thuê cũng được. Mình giới thiệu về mình đi bé. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là Võ Thị Ngọc Thủy, năm nay 35 tuổi. Em là nhân viên bán hàng. Rồi em ở đâu? Em ở với ba mẹ em ở Gò Vấp. Em nói luôn đi, một cái ưu điểm gì, nhược điểm gì? Thì tính em trầm tính và ít nói. Thì ưu điểm em là thuộc tiếp người hoàn toàn của người phụ nữ gia đình. Thì em biết vun vén cho gia đình, biết tiết kiệm, biết sạch sẽ gọn gàng và chăm sóc chồng con. Nói chung là em thuộc tiếp người phụ nữ hoàn toàn á. Thì biết nội trợ. Phụ nữ thuần chủng đó. Dạ. Phụ nữ của gia đình đó. Dạ. Em quản lý phòng trọ được không? Dạ quá được anh. Luôn quá em, được. Em rất là thích kinh doanh. Nếu mà có duyên với nhau thì em sẵn sàng về giúp cho anh quản lý phòng trọ. Thấy chưa? Được tuyệt ha. Vời, tuyệt vời. Hiệp, điểm mạnh điểm yếu là gì? Dạ, chào em. Dạ. Nói lớn lên coi nào. Dạ. Ưu điểm của em là sống tình cảm. Ừ. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hơi nóng tính, dễ tin người. Nóng tính cỡ nào? Em im lặng là đi ra ngoài. Ừ, được. Ai? Rồi cái đường tình duyên của em sao? Em có mấy mối tình rồi? Thực tế ra là em có 3 mối tình. Nhưng mà thì cái mối tình thứ hai của em á, là người đó em có đăng ký kết hôn luôn. Ừ. Là đã ly dị rồi, là có một đứa con người, ở với mẹ. Giờ mấy tuổi? Mẹ lấy chồng rồi. Được 8 tuổi. Gái hay trai? Con trai. Rồi em có gặp thằng cua 8 tuổi của em không? Năm ngoái em có gặp, vì dính dịch cái là giờ từ hôm dịch giờ em đi không đi đâu được hết á. Bây giờ em mong muốn điều gì ở cái người phụ nữ đó? Phụ nữ em chỉ cần người ta hiểu chuyện thôi, chân thành thôi, có gì nói đó. Tế, sống thực tế thôi. Em thì 40 rồi, cái suy nghĩ nó cũng cứng rồi nên em biết lắng nghe nhiều hơn và em hiểu chuyện. Ừ. Cho tôi hỏi đàn gái xíu nào. Dạ. Đàn gái có đường tình duyên thế nào vậy? Em có hai mối tình, một mối tình là sinh viên, một mối tình là cũng chia tay gần đây. Mấy năm? Một năm, nói chung là anh đó không biết tôn trọng và chia sẻ. Ừ. Chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ, khoảng 3 năm ạ. Nhưng vấn đề chỗ nãy giờ em nghe câu chuyện anh bên đây em cảm nhận thế nào? Em có lo lắng điều gì không hay là em có ngại điều gì không? Em hỏi một câu là hiện tại anh vẫn đang hàng tháng cung cấp cho con phải không ạ? Có cung cấp và để một cái quỹ cho nó nữa. Vấn đề đó anh thì tiền bạc thì anh không có quan trọng cái phải như thế nào hết. Đó là con anh mà. Dù cả kể em cũng vậy. Sau này mà nếu là có chung với nhau á thì anh cũng chu toàn đôi bên cân bằng hết. Ý em á là giả sử như mình có duyên bấm nút với nhau á. Dạ. Thì á, em muốn là anh có cái sự rõ ràng với em, đừng có giấu giếm. Tức là em không phải là ích kỷ hay nhỏ nhen gì đâu, em muốn có cái sự rõ ràng với nhau á. À. Đó vậy thôi. Không hiểu mà. Hôm nay em đi với ai bé? Em đi với mẹ em và ba em. Rồi, chào cô chú. Rồi cô chú có ý kiến thế nào về người đàn ông này? Tôi thì tôi không đặt vấn đề quan trọng giàu nghèo hay là chu cấp hay thế nào. Dạ. Nhưng mà khi là người đàn ông biết chăm sóc gia đình phải. Dạ. Thành thật, không rượu chè hút. Dạ. Sách
cờ bạc, đó là điều tối kỵ của tôi. Bây giờ mình không có nói gì được, tại vì gặp nhau mấy cái phút ngắn ngủi quá, không có nói được gì hết. Thì hai người có thể tìm hiểu nhau, nếu có duyên có nợ thì tốt, còn không duyên không nợ thì cũng như là bạn bè. Bạn bè thôi. Để quên đó, chào hai MC Quyền Linh, vui vẻ, hoạt bát, và cô Hồng Vân xinh đẹp, vui vẻ. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô ạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bà chị Kết Nghĩa. Rồi xin chào chị. Dạ em chào chị ạ. Xin chào chị Quang, anh Hoàng Linh và chị Hồng Vân. Hiệp ơi, cô bé hôm nay rất là xinh. Dạ. Tính tình cũng năng động đó. Thì chị hy vọng là hai đứa cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Ha? Tại vì cái vừa qua cái câu chuyện của Hiệp bên đó thì lúc đầu thì nó hơi trắc trở đó. Chị hy vọng sau này ví dụ như được thì tụi em tìm hiểu kỹ hơn và đến với nhau cho hai bên gia đình vui vẻ. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Hai bạn cũng lớn rồi, có thể đủ quyết định tương lai của mình. Mở rào. Bắt đầu đi Hiệp. Dạ, em tặng anh. Cảm ơn. Cảm ơn em. Nói chung là cảm nhận đi, em cứ cảm nhận về anh đi. Ví dụ em có gì chia sẻ với anh. Anh hiện tại ở Phú Nhuận luôn hả? Đúng rồi. Thì hiện tại là em là nhân viên bán hàng, thì sau này em có thể thi lên làm quản lý. Nhưng mà cái hướng của em á là muốn là chồng trụ cột trên kinh tế chính và em bán hàng online. Hoặc là về này sau này em sẽ phụ anh quản lý kinh doanh phòng trọ. Thì em rất là thích kinh doanh, thì ý anh thế nào? Thật sự ra cái kinh doanh phòng trọ nó chỉ là một cái bàn đạp của anh thôi. Là kiểu một cái để làm chân đi thôi. Còn thực ra cái định hướng của anh là anh qua dịch anh còn mở công ty. Tại vì anh có những cái quan hệ dịch vụ rất là tốt. Anh muốn mở dịch vụ công ty dịch vụ thương mại. Dạ. Thì còn anh biết cái định hướng em như em nói là em có những cái tư tưởng về khoái kinh doanh. Thì anh nghĩ rằng là nếu mà có cơ hội chúng ta sẽ làm việc với nhau nữa nhiều hơn. Dạ. Dù như không có thành thì cũng thành này thành kia. Dạ. Phải không anh? Nhưng mà anh mong là anh cũng 40 rồi, em thì cũng 35. Phải không? Thì cứ cho nhau cơ hội. Cô bạn này là giống tâm trí tưởng tượng của em không? Dạ, em thấy rất là dễ nhìn mà. Dễ thương nữa. Dễ thương ha. Dạ. Còn em thấy anh này sao? Lúc mở rào ra em thấy... Thật ra thì em không đòi hỏi gì ngoài hình người đàn ông. Em chỉ quan tâm là người đàn ông biết tôn trọng và có sự vươn lên trong sự nghiệp, có ý chí trong sự nghiệp thôi. Nhưng mà anh đảm bảo những điều đó. Tại vì cái đầu óc của anh đó, anh nói anh nhìn đâu đến cái tiền đó. Ta từng làm rồi, từng mở quán bún cá Kiên Giang ở trong phố Bùi Viện rồi. Nhưng mà mình mở ngu quá, mình cứ đưa cho cái cô kia đến nấu, cái tự nhiên cô bỏ đi, cái mình bơ vơ luôn. Dở vô đó đó. Thôi nói chuyện tình yêu đi, làm ăn hoài. Vì nãy nghe nói nhà Gò Bắp thì mình ở đường nào á? Em ở đường Cây Châm. À Cây Châm thì anh từ nhà anh qua đó cũng gần mà. Dạ. Gần sệt luôn á. Thì anh nếu mà được á, rảnh thì anh có thể mời em đi ăn. Dạ. Mong em tạo điều kiện cho anh. Dạ. Ok. Ai nhìn anh cái nhìn ban đầu á, người ta cũng nói anh khó gần. Nhưng mà khi nói chuyện anh rồi á thì người ta lại muốn thân. Dạ. Thật. Nhìn mặt anh nó khó chịu lắm, nhìn mặt anh lúc nào cũng châu châu mày nè. Nói chung nhìn mặt hung dữ á. Thấy cái chân mày không là thấy hung dữ rồi. Ôi, anh Linh này có làm gì chị Vân? Chị bị Vân áp cứ lực để em biết. Sao là nhìn hồi cái thấy sao nè, ấm áp không? Dạ có. Bây giờ Hiệp tới giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Yeah. Mình trao nhau cảm xúc ban đầu cái lại nắm tay cô gái đi. Đó, bước vậy tới em đi nói Hiệp. Cái gì chân thành nhất đúng đi rồi. Đó, mặc dù nãy là hai người đều ngầm nói là cho nhau cơ hội rồi đó, nhưng mà nhìn thẳng vào mắt nhau nói gì đó. Nhìn mặt anh hung dữ lắm nhưng mà anh rất là dễ thương, mong rằng là mọi thứ là anh có thể làm cho em cảm giác an toàn. Cảm ơn bằng hành động, anh làm bằng hành động chứ anh dở thì như giặc á. Em cười tươi lên cái coi. Cười đẹp ghê mà nó không chịu cười. À, hát tặng bài đi Hiệp. Em hát một đoạn Đứng Nước Cho Niềm Vui nha. Thì hai tụi em cưới nhau tụi anh vui luôn á, cả nước vui. Và mắc cả gói chợ luôn. Ta đi trong mùa nắng sao vàng rực cờ tung bay, rộn ràng về mê say những bước chân rộn về đây. Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng.
Ôi hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em những lời yêu thương. Nhà gái mình làm liền em, đừng để bị thua. Chờ người tên lỡ là tên đầu tên rực rỡ, tình trong di vắng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, chẳng từ phương xa về như giấc mơ. Giọng giọng nghe rất là xúc động luôn á. Cặp này hát hợp nhau nè. Để xem đây có phải là người để cùng trò chuyện, tâm sự, cùng về chung một nhà hay không. Nếu đúng thì bấm ngay cái nút đó. 1 2 3. Trời ơi, bấm một lượt luôn mới ghê chứ, nghe cái sát cấp. Dứt khoát luôn. Rồi bây giờ nè, có ba má nè. Bây giờ nắm tay, vẫn nắm tay thế nào. Nào, có ba được rồi, rồi đó. Rồi bây giờ em phải xin phép bạn hôn một. Dạ, xin phép hai bác con. Xin phép em nè. Đó, trời ơi, đúng là cái hôn gọi là dạng ngõ luôn á. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rồi, đây là món quà của anh ấy dành cho em. Cảm ơn chị. Đêm nay là cưng đi xuống cầu thang, đi ngang chào ba mẹ một cái. Rồi, một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ, công việc thì siêng năng, tính tự lập cao. Con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Con thấy ai mà để móng tay dài là con khó chịu luôn. Vậy à? Nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi, nhưng mà em chưa làm gì đăng ký kết hôn. Và khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn đi với nhau nữa. Trời đất ơi. Cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Khi mà trong nhà mà không ưa là thấy ngửa mắt là em không chịu được, là em phải đi dò rồi đó. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.